bà. Mua về thôi. Rồi này rồi gì? Rồi gì? Đài Loan. Hai trái này già luôn rồi đã chứ con này hai cái máy rồi. Rồi đấy hai chục là hai cái máy. Lấy tờ đi. Lấy chỗ. Lấy tờ đi nó tặng 20. Rồi. À ký 10.000. Dạ. Sóc Trăng. Kêu mía ăn chụp đi. Mía nè. Đó. Chưa. Xe, họ có xe. Đây bánh kèo có 15.000. Không biết lớn nhỏ. Tới nhiều vậy cái này luôn. Nguyên quầy cao luôn. Này về ăn gì? Về làm gì? À, cái này đẹp quá. Không ăn cũng ngủ giấc thôi cậu ấy. Không ngủ đâu cũng bia. Hả ngủ để đại đó cho tôi. Không giàu biết chế lại. Nghe cái dòng sáng trong thạnh á. Mày biết bữa mùng 1 mua dùng nhiêu không? 65.000 nó nấu chừng chứ. Ờ để mẹ không mua sớm rồi. Con tính mua nó nấu sẵn rồi con nói thôi kệ ra đây chơi mà tức vậy. Tao mà đi để nhiều con nấu gì đó. Rồi đâu có biết cậu ấy đâu lại đó. Hồi nãy mua yên thôi vô ngoại đi mua bắp Mỹ á. Ta nó thôi. À nếp con mua có gì mua mình tại nhà ông chú chín nấu. Hết. À, cảnh dưới quê nè rất đẹp dễ thương mộng mơ luôn. Vừa nước nè. Rồi đây gặp rồi.
À, cái này là hàng không đụng ở trên Sài Gòn luôn. À, chỗ này đây. À, dưới quê là gì đó, người ta đi ị. À, có hai cây dừa. À, có cây gòn luôn. Thiết kế cái này hiện đại rồi. À, cảnh đẹp đồng quê. À, dưới quê là đó, dưới quê là vậy đó. À, dưới quê là ngồi gì đó nha, là giải quyết là xong một cái công chuyện. À, lưu đường nước, giờ không đường nước là đường dây chai, đường bia. Wow. Chưa chín đâu không? Chưa chín đâu. À, luôn này luôn mới nè. Quýnh bài phải không? Đâu có bắp gì hả? Xích vô đu. Quá trời trái luôn à, chưa chín hả? Vú sữa nha. Để bắt bẫy. Thành phố. Thế này lấy thế. Nó làm gầm cái máy viên đi khoan nước không? Cọc non như nó sâu quá nha. Nó có cái gì trắng trắng nè. Giặt hết rồi sao? Học xuống rồi nó cây nào nó cao quá trời. Nó rủ nó cao quá trời luôn rồi sao bẻ? Kiếm hai người. Hồi sao bẻ được? Lấy cây nè chọt, hồi lấy đầu hứng. Hôm nào về đi. Dưa gan. Trái này trái dưa gan là ở nhà chồng. À, con trái còn à. Có trái dưa gan. Ờ, hái đu đủ nè. 1 2 3. Trời hay quá, lọt ngoài rồi. Cái trong cũng trái ngoài. Không sao đâu, về gọt gõ được. Cái này trong đúng rồi, cái này trong cũng trong cũng rồi. Hả? Lột trong cũng lột. Qua đây nè. Lột cái kia để mà gọt cái này, bẻ lướt cái kia, tụi nghiệp của ba ông trời. Úc ra sang chút nó quay. Mày xích ra ngoài anh hứng á, mới dính mày dồn lên nó dồn. Cũng dồn lên. Dồn rồi nè. Bằng né nó nha. Rồi xong. Rồi xong. Rồi đủ rồi. Được rồi. Ê, trái bên đây bự nè, còn trái bên đây bự nè. Đó, còn trái bên đây nè, cho nó xuống luôn đi. Cái này á cô ba. Ờ đúng rồi. 1 2 3. Đủ cao quá. Trái này đấy. Trời ơi, trái nhỏ ủ quá. Con phanh bự. Ồ, ngày quá. Rồi xong. 4 trái. Ố. Hái chốc ra. Dạ. Thôi bé đủ ăn thôi, mà bốt mình một cái có thể học dẫn lên trường nó lên chơi nữa. À, cúc non nè. Cúc thái. Cúc thái, cúc thái phải không? Nó già rồi. Già chưa? Già rồi đó. Rồi về á mày biết làm sao ăn ngon không? Gọt ra, gọt vỏ ra. Dạ, đập hả? Cái không mình để vô trong cái thao cái gì đó mình tẻ làm hai ra rồi cái mình đâm muối ớt á. Với đường cái mình để vô mình lắc. Muối á hả? Muối với ớt. Với đường thì dạ. Rồi lắc rồi ăn coi. Điền luôn ăn hết luôn. Cho mẹ này nó ăn cho. Ôi trời ơi. Cho
bao nhiêu được rồi, mình để dành nó được rồi, được rồi. Còn ai còn để ta còn ăn. Có mấy chiếc nhỏ bẻ chị Út ơi. Chuối à. Nè, bắt giờ về nhà nè. Đó. Thoải mái luôn, đó. Bắt được con nào lấy con đó nha. Chạy hết rồi. Bắt gà con đi, bắt gà con được con nào về con đó. Con rượt đi. Rửa bắt nó con. Ờ nó chạy hết rồi. Đâu nó bậy đâu. Dạ dạ. Cháu dần. Trời ơi, xin tên hay còn khô vậy. Trái hả? Xin mẹ ăn trái. Đây nè. Của ai? Vườn này của ai?
chó chó hay sao? Chụp hình đó mới chạy chế này. Nè, vô đây ăn hộp vịt lộn nha. Em mới phát tài anh. Không nói thì sao? À, nghe trước này đấy, mày đi lên Dịch lộn nha. Rồi trước. Rồi ăn không dịch lộn luôn. Đó, nhỏ đẹp gái sạch bố đó, còn gì đó. Ông mẹ. Khỏi đập vô chén. Để đãi đi. Ông ngoại xin cho con cái ba cây rồi. Thôi giờ mình Ủa bá không ăn hả? Con bự quá không ăn. Có đâu bự đâu anh. Dứt ra kìa. Ăn đi Dung. Thôi mày dắt khỏi cái cốc rồi đó. Không được. Nếu bụng nó đạn cái gì đó biết không ăn. Cái đầu nó tay coi tụi nó coi nó rồi mới sợ. Tao ăn mày cái đầu mà luôn, tao nhai cái đầu. Đâu có cái đầu mà đưa xuống dưới. Nó đưa cái đầu đó. Nhai ăn không? Không. Tao không sợ con. Vô lò hột vịt ăn thoải mái luôn. Tao chết chứ mới đầu gà. Dứt cái đầu lên. Dứt lúc là phải hơi sàm sàm cũng không khỏi nước ra. Ghê quá. Quẹo cá kêu quẹo phải vô như ngã. Nha. Đồ uống miếng mà muốn bia trời. Chạy cũng lòng nằm vậy đó. Chưa giờ. Nha. Đồ uống miếng bia trời số này. Đây cái đầu nó đây, đầu đây. Dùm nhấm dục con đó. Đầu nó nè, đó. Đó khi nào ta lên đây rồi gắp luôn đi. Ăn luôn đi. Đầu con vịt. Thôi. Hả? Thôi ghê quá. Nó đang con. Con ăn con luôn. Đó con rồi. Rồi con nè. Dòm nhóc ngay dốc dục con.